đá sang Lulu liền. Trời ơi, không biết làm gì lắm, buồn lắm. Đá sang Lulu liền lẹ lên. Thì hên xui mà. Biết đâu được ra Rengar 2 thì ngon. Rengar 2 là đẹp luôn, bài Rengar 2 chắc ăn ở trong top 4 thôi. Top 3, top 2 luôn đấy chứ. Tôi mua Rengar từ đầu game luôn đấy chứ. Xui nó không ra chịu đi. Bài lỡ rồi. Warwick thì nó gần 3, chuyển cái gì? Chuyển Raven mà không có cái búp gì cũng vậy à. Raven mà không có búp yếu lắm. Raven đánh này con gì cũng vậy, nó phải có búp. Búp mới ngon được. Magic. Hai con ma, từ từ. Má mẹ Lulu. Không, top 5 là được rồi. Top 5 đâu trừ có mấy điểm à. Không có nhiều đâu. Lo gì. Đồ toàn bị ép thế kia, phải đánh đam thôi. Mua con vay cũng được, bán này Ali đi. The dark should fear me. Trong đây tốc đánh cao nhất là con Kele, Kele 1.1, Fiora ra 1 chấm. À đôi thông. À đủ đôi thông. Giờ sao ta? Đép bằng cái gì? Hả? Đép bằng cái gì? Không biết đép bằng cái gì luôn. Ôi, đôi thông này, sắp đôi thông lại nhìn cho nó đẹp. Úi giời, một bầy đôi thông. Già này đôi thông hết. Úi giời, nhiều đồ hết. Ôi Ari. Đồ người ta nhiều thế. Nè mình có ba con thi không. Bán này đi ấp chết lên. Con này ra là. Ê đồ này mẹ chơi cái gì ta? Hy vọng được Khazik nhiều nhiều, lấy thìa cho Khazik Yumi. Hợp lý. Chà ghép đồ luôn. Chà vay bắn. Vay bắn 3 cái kìa, rít cả 3 kìa. Xạo chó vay lên. Vay nó, ôi ơi bắn auto crit kìa. Hát rồi, hát rồi. Bắn 3 phát chết luôn con mẹ Mordekaiser, xạo thật. Bắn 5 phát crit cả năm à? Kinh vậy. Đấy, Kha'Zix 2. Này quá này cho Kha'Zix Yumi. Có vẻ ok. Yumi với hai cái nước mắt. Cái kiếm súng. Cào bạc chết con. Con này mua làm gì? Mua đại.
Cảm ơn Trần Gia Bảo nha. Chào mọi người nha, nhớ like share nha. Ui, 3 máu. Thanh niên 3 máu. À, không chịu nhấc tay cao nữa. Ha ha, Ari thì à. Kha'Zix Yuumi. Không biết mấy cái donate thì mình đang tập trung game ấy. Các bạn phải thông cảm nhé, tập trung game lâu lâu miss donate là bình thường. Vay 2 nè. Bây giờ Yuumi cái đã. Đó, up chết lên cho cái này ra 3 AP. Hai con này là được quý sở tộc. Bán mẹ hả? Đó, về em này khá là ok. Một gạt, 1k1. 1k1. Một ca mốt gạt nhẹ, một ca mốt trời ơi nó gạt kìa, nó nhai đầu từng thằng hợp lý. Mã liền kha, ui chỗ gạt luôn rồi, trời ơi lại đéo phải hư không thì nó là cái gì, bỏ đất sai đi nhờ, tầm này đất sai đất sủng đéo gì nữa nhờ, bỏ mẹ này đi từ từ. Ôi trời ơi, chó gát luôn. Bỏ vay, bỏ Lucy, bỏ gấu, bỏ Garen, bỏ con này luôn. 4 hư không cũng được. Ôi giời cào, sướng thế nhỉ. Ôi giời cào, ít sợi. Ít sợi. Ây da, chưa kịp cào nữa. Cho gắt giọng cái nè. Bẹp. 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 Oh. Chống. Chống hả mày? Đánh thường chết cụ mày nè. Đánh thường chết cụ mày nè. Sao? Cá sardin nữa này. Lại trả 2 Baron. Không hai Baron mới là lạ đấy. Chắc mình xài 4 hư không, 2 hậu vệ, 3 phù thủy thôi. VF rồi, trường thương luôn nha. Thôi mình cho nó kiếm súng với lại... Kiếm súng với lại cái gì quên rồi. Cái gì? Quyền trường đại thiên sứ hay hơn. Ui, Kha'Zix thôi, 2 Baron đi. 2 Baron thôi. Hay mình chơi 4 đấu sĩ nè. 4 con đấu sĩ là 4 slot, 3 con phù thủy,
là chết 7. Ờ không được, không bơi chơi bốn đứa sĩ được, bỏ bỏ. Ui chó ghét. Ui Kha'Zix. Ôi kinh vậy. Ui Kha'Zix nữa. Ari 2 này, Ari 2 này xài không? Ôi xài Lulu đi, bỏ Ari đi. Bỏ Ari, bỏ Blitz, bỏ TS. Ừ, hai Lulu này đấy. Lulu vào hợp lý đấy liền luôn. Đây ba con AP chính của mình đây. Đây ba con AP. Hai Baron thôi. Kiếm. Ôi trời, Lulu nhiều thế. Brown này. Kiếm chủ yếu kiếm Kha'Zix 3 thôi. Red Sai. Red Sai 2. Ê bỏ Warwick đi. Red Sai 2. Red Sai 2 thay Kha'Zix. Được rồi. Ngon quá, ngon quá. Hai con Kha'Zix nữa. Hai Baron tới khi nào được Kha'Zix 3 luôn. À, Kha'Zix 3 nó wow nát hết. Thôi rồi nó wow kìa. Giờ ông đẹp lắm. 8 tỷ IQ. Ai dao, mất cái dao điện liền. Cái dao điện liền. Cái dao điện liền. Mày Cassadin Renga, Lulu nữa này. Renga luôn. Ui, level 5 ra 2 cho gác, vui quá. Bây giờ mình kiếm cái gậy, mình cho này cái kiếm súng, rồi mình cho nó cục nước mắt. Hoặc là đấy cho nó cục nước mắt trước, nó wow chứ cũng được. Con nào nhiều tiền thì mình lượm con đó. Hai Kha'Zix 3 là mạnh lắm luôn đấy. Cái gì thì Kha'Zix 3. Á à, đủ mía. Nó đã có ca thớt rồi phải chấm. Kinh vậy cha. Ừ hay quá búp. Ca thớt này. Ờ xoáy. Gạt mày lúc mày đang xoáy luôn này. Nước mắt cũng được mà gậy cũng được, cái nào cũng được. Nó lấy gậy là mày lấy nước mắt thôi. Lấy nước mắt cho Kha'Zix. Cassadin đấy kìa. Ui Kha'Zix một con nữa. Sai. Lulu. Từ từ. Bỏ con gì? Từ từ mình phải bỏ con gì? Red Sai. Red Sai là phải bỏ. Red Sai không lên được 3 đâu. Kha'Zix ơi. Kha'Zix lên 3 là cắn bỏ mẹ hết chúng nó. Wow. Wow. Ờ, mày bị sai lần à? Cay vậy? Ăn quả sai lần cay thế. Đẹp. Ăn quả sai lần hơi cay nha. Thế là wow bỏ mẹ rồi. Kha'Zix 3 wow một cái gần ngàn. Gần ngàn đam, không cần cô lập. Kha'Zix ơi. Lulu nữa này, Lulu gần 3 này. Ui, bỏ Braum. Mày bỏ con gì đây? Ốc mẹ nó chết lên thì cũng đéo mua được. Bỏ mẹ Braum đi. Tí nuôi lại. À, Kha'Zix. Đéo có.
hai Baron thêm một tên nữa, tên cuối cùng hai Baron. À, Lulu Kha'Zix 3. À, à. Ô, Ray 3. Một gạt. Hai gạt. Ba gạt. Ơ, gì vậy? Bốn gạt. Thôi nó gạt kìa. Nó gạt đầu thì thôi đấy. Sao? Sao anh độn thổ một cái là thấy mẹ mày. Anh chỉ cần độn thổ thôi. Mày sao lên? Cassadin độn slot rồi. Phew. Cuối cùng không lên được thôi. Ê mẹ ra là thú quái không mày? Thú quái không? Thú quái đấy. Ê có chừng thú quái đấy. Đéo đùa đâu. Ôi chết mẹ. Ôi, tôi nhìn thấy đội hình tôi yếu đuối lắm ấy. Sói cắn đau lắm. Ồ thua thế quá, thua thế đéo nào được. Vãi nổi một món ạ, à. Vãi lìn rác. Vứt cho gác ra chứ nhầm. Đồ ít quá, sao ra sói có 3 món là ít lắm. Nhưng người ta 4 món là 5 món rồi thấy không? Mình có 3. Người ta tới 5 món mình có 3. Chán. Ơ thắng à, vừa thắng à, mình vừa thắng ư? Nào 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 lên à, đấy thấy không, đi đái cái khác liền, đi đái nó khác liền, người ta gọi là đi đái đấy, một cú đi đái đấy, thấy không, thấy tao đi đái chưa, mày có thấy tao đi đái kinh không, hả, mấy đứa thấy ăn đi đái có kinh không, đi đái là nó khác liền, trời tưởng xe, ra ba thằng này ăn đái phát chết ngay. Đái phát chết luôn, nghe câu mẹ đi đái phát chết luôn chưa? Đậu xanh. Trời ơi. Cái gì trong ba thằng này chỉ cần đi đái là xong. Một dốc, Kha'Zix, một wow. Trời. Ôi cá thật kìa. À cá thớt cầm gậy, chúng nó hốt ngay, dễ gì.
Gậy 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 gậy, lấy cái gậy đá. Lấy cái gậy đã rồi tính gì thì tính. Cho thằng mẹ Kha Dịch cái mày kiếm súng đi cho nó hút máu. Bây giờ xuống cái gác đi. Ui cho gác nữa leo nè luôn. Ui cho gác leo nè. Cút. Cái mình cần bây giờ là lên chat. Giờ để tiền lên chat. Nhét Raum leo nè vô. Cho team nó khỏe khỏe khoắn một tí đã. Lulu kiếm sau. Kha'Zix một cạp, hai cạp, ba cạp, bốn cạp, 7.000 đam nhẹ cái. Xô zin xô dũng gì ở đây? Ôi mẹ, hai cái trường con Kha'Zix nó chỉ có 50 mana thôi mà cái này đã hồi 20 rồi, đánh thường hai cái cạp cái. Sướng 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 quá, sướng quá. Bây giờ mà cát ba thì thôi. Quan trọng là lên chết để thấy hai con lìn này ra này. Kha'Zix luôn. Dăm ba cái hàng fake. Hàng fake. Này thì ba món đầu game. Này thì ba món đầu game này. Cạp đứt đít. Gắt đầu hết. Cạp toang hết đít. Venga không có ngon bằng Kha'Zix đâu. Kha'Zix này one hit one kill đam chuẩn không hơn à. Vừa ngon bổ rẻ. Lại lại mặn nữa chứ. Kha'Zix quá kinh. Kha'Zix này Venga tối lì luôn. Chó bà sao chắc một giọng chết hết một team quá. Đấy. Đó, đấy, nó cào kìa, cào liên tục. Lần này phải nhiều đồ nha. Sao có một món vậy? Mà đồ ít thế. Sao đồ ít vậy? Sao buồn vậy? Đồ đạc đéo gì vậy? Đồ đạc đéo mà ít thế. Đồ đạc chán đời vãi lì luôn. Thôi cho thằng này tí lên quỷ thư. Giáp cho Raum. Tí lên giáp gai. Má xong rồi chim có 4 món người ta sợ. Người ta 6 món. 5 hay 6 món là 6 món rưỡi luôn đấy chứ. Trời ơi Kha'Zix nó trâu kìa. Ôi ôi bị bắn mà nó trâu kìa. Ôi ôi trâu bảy lề. Thấy không? Đó, tác dụng của hộ vệ đấy. Đây là tác dụng của hộ vệ đấy bạn. Bắn kinh đấy. Đồ nhiều đấy. Quỷ thư, kiếm quỷ thư cho gác chứ. Các bạn cứ bình tĩnh. Kiếm cho gác quỷ thư cái đã. Đấy, tính là tôi có 4 món đồ mà thằng đéo nào ấy, 5 món bự này. Giờ thừa món 5 món rưỡi à. 6 món luôn, 6 món rưỡi này thua 2 món rưỡi ấy, thấy không? 6 món rưỡi, tôi có 4 món, thua 2 món rưỡi đồ lớn.
Nhưng Kha'Zix kinh quá. Ôi giời ơi. One hit one kill. Chờ hoài không được, cay nha. Nào. Các bạn thấy đồ đó không? Đồ nó nhìn kinh dị vãi đái luôn ấy. Đây là ván mình, cái ván đồ mình phải gọi là đồ ít nhất của mình luôn. Chưa bao giờ mà đồ nó ít như vậy. Đồ quá ít. Đéo giờ này có 4 món. Lượt cái thằng đéo này cũng 6 món rưỡi. 2 món, 3 món, 4 món, 5 món, 5 món rưỡi. 2 món, 3 món, 4 món, 5 món, 5 món rưỡi. 3 món, 4 món, 5 món, 5 món rưỡi. Mình có 4 món, đúng 4 món, không hơn không kém. Trời ơi, 1 cào. 2 cào. Cào. Đấy, có 4 đồ rồi đấy, anh em thấy rồi đấy. Quá ít đồ. Không thể ít hơn. Không thể ít hơn được nữa các bạn ạ. Đồ ít nhất có thể rồi. Đồ phải gọi là ít nhất có thể, không thể ít hơn. Thằng đang đánh cũng 4 đồ, thằng nào mà 4 đồ ba, chẳng có thằng nào 4 đồ hết. Nó chưa xài luôn đấy. Ôi chó gác nữa này. Cassadin chó gác. Đây mình úp thêm chết, mình chơi hai chó gác hai không ta? Úp thêm chết đi nhở. Đồ ít quá. Úp thêm chết xài hai chó gác hai đi. Úp được mà. Đây, ông này 7 món. Này thì 7 món này. Này thì Warwick này. Này thì Warwick này. Này thì Ahri này. Này thì kinh thế. Ôi giời, Cassadin đến. Mẹ bụi, còn vũ băng nữa chứ. Đậu xanh nhỉ nó. Đồ nó nhiều quá. Cassadin này. Ủa, Cassadin 3 Lulu 3. Có nên roll không đây? À, trời ơi, Cassadin 3 Lulu 3 kìa. Chó gắt 2 nữa kìa. Cassadin 3. Bây giờ con chó gắt này mà lên 2 á, mình bỏ con này luôn cũng được. Bỏ con này không cần. Hai chó gắt 2 khỏi cần đấu sĩ. Bỏ đấu sĩ. Rồi ca thất 2 tôi thua mẹ rồi. Má nhìn người ta sợ quá đồ. Thôi trong top 4 là vui rồi. Đồ mình ít quá mình thua trong top 4 rồi. Ma vũ sông kiếm. Ma vũ sông kiếm là cho con nào? Cho con Cassadin. Đồ thua nhiều quá mà phải chấp nhận thôi. Đồ thua quá nhiều luôn. Không có Lulu. Đồ thua nhiều quá, chịu thôi.
Này, 3 món, 4 món, 5 món, 5 món rưỡi. Bây giờ chúng nó 8 món. Này, 6 món này, 7 món này, 8 món này, thấy không? Này, 3 món. 3 món, 6 món, 7 món, 8 món, thấy không? Một thằng 8 món với một thằng 5 món. Đâu, 8 món với một thằng 4 món rưỡi. À, 5 món rưỡi. Hơn 2 món rưỡi đồ lớn. Phải gọi là quá kinh khủng. Tôi úp chết mẹ đi thiệt luôn ấy. Đủ mà, kịp mà. 20 nữa chứ nhiêu. À, 30, 30 thì 2 round nữa chứ nhiêu. 2 round nữa là được 4 rồi. Là chỉ cần 26 thôi. Cà thớt nó cà thớt 1 à. À, Kha'Zix nó cào. Kha'Zix nó cào phê quá. 7400 dam Kha'Zix. Quá khiếp quá. Ý, ý. Lên được bé này cũng được nha. Lên được bé này mãi mới được đấy. Mãi mới lên được bé đấy. Bé bóp ăn nghẽ giờ đấy. Chấp người ta 2 món rưỡi đồ lớn. Thằng nào cũng 8 món, nhìn khiếp vãi nồi. 3 món, 6 món, 7 món, 8 món. Nhìn kinh vãi nồi. 3 món, 6 món, 7 món. Đậu xanh, nhìn đồ mình buồn. Thằng nào cũng từ 7 tới 8, mình có 5 món rưỡi. Buồn như con chuột chuồn. Một gạt. Ừ, gạt chết đồng rồi. Chết gấu luôn. À, thằng dưới gạt sướng quá. Ui dồi ôi, gạt sướng quá. Gạt giò. Ui. Ê, 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 cái gì vậy? Ê, alo. Xạo chó, một cú gạt rất là ảo lòi đến từ vị trí của vẻ thanh niên. Alo, alo. Đéo hiểu kiểu gì. Gạt kiểu, ôi, mình top 1 à? Vô lý thế. Lấy gì ta? Lấy đai máu rồi sắp lửa à? Rồi sắp lửa mẹ. Hay tim, à tim băng, tim băng. Ra ôm tim băng đi. Trời ơi, chấp người ta 2 món rưỡi đồ lớn. Thậm chí là 3 món đồ lớn vẫn win, chấp ông này 3 món đồ lớn vẫn win bình thường. Ui đi, ông này 8 món rưỡi. Mấy cái lên. Alo. Cào. 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 Còn cào được. Cào. Cào. Thôi, hai chó gác này chơi không? Alo, chơi không bạn? Giờ như nào? Chất đồ. Đồ rất nhiều nhưng mà anh không quan tâm. 6, 7, 7, 1, 7, 1, 7. Chấp đồ, chấp đồ. Một cào. Cà thớt hả mày. Cào thêm cái nữa này. Giọng bay lên trời này. Bay lên trời này. Hai cú bay lên trời chết luôn. Trời.
Thôi ca thứ hai hả mày? Yeah yeah yeah. Trời ơi thấy không, chơi game chấp đồ. Chơi game chấp đồ vãi lìn luôn. Chấp người ta hẳn 2 món, 3 2 đến 3 món đồ lớn là các